Xin chào tất cả các bạn. Mình là Tiên, một người rất là hâm mộ giải ngoại hạng Anh và theo dõi đội bóng Manchester United cũng từ rất là lâu rồi. Và mùa giải mới đã bắt đầu từ cuối tuần trước, và cuối tuần này thì Manchester United và Manchester City sẽ bước vào những trận đấu đầu tiên của họ. Và hôm nay thì mình xin dành thời gian để nói về Manchester United, một đội bóng mà mình rất là yêu thích. Đầu tiên là mình muốn nói về điều quan trọng nhất là quá trình chuẩn bị cũng như là những kỳ vọng đối với mùa giải mới. Và tính đến thời điểm này thì như chúng ta đã biết, đó là về vấn đề chuyển nhượng, thì Manchester United mới thực sự có một bản hợp đồng, đó là tiền vệ Donny van de Beek từ Ajax. Và thực sự nếu so sánh với những tin đồn trước kia thì chỉ một bản hợp đồng như vậy là khiến rất nhiều fan hâm mộ không hài lòng. Như chúng ta đã biết thì MU đã trượt một số mục tiêu, có thể là một số mục tiêu mà Manchester thực sự mong muốn và một số mục tiêu có thể là tin đồn. Cái tên đầu tiên phải kể đến là Sancho, tiền vệ người Anh hiện đang đá cho Dortmund và đã có một mùa giải 2019-2020 rất là thành công. Tuy nhiên là MU đã không mua được Sancho và người ta cho rằng là do chưa thống nhất được phí chuyển nhượng. Ý nhất tính ngày hôm nay là MU vẫn chưa có được Sancho. Không biết những ngày tiếp theo thì như thế nào. Và một cầu thủ nữa người ta cũng đang đến rất nhiều là Gareth Bale. Trước đấy thì báo chí và nhiều người đã nhắc đến một bản hợp đồng Manchester United mượn từ Real Madrid. Tuy nhiên cuối cùng Bale đã chọn Tottenham, đội bóng cũ của anh. Và một mục tiêu nữa mà cũng đã về tay Tottenham, đó là hậu vệ trái Sergio Reguilón từ Sevilla và Real Madrid. Thì cách đây tầm 1-2 tuần thì đã có rất nhiều tin cho rằng là MU đã nhắm tới hậu vệ Sancho này. Tuy nhiên chúng ta đã biết thì Tottenham sau trận thua Everton thì họ càng quyết tâm trên thị trường chuyển nhượng và đã có hai cái tên Gareth Bale và Sergio Reguilón. Vâng, và thực sự nếu mà so với các đối thủ khác thì việc mua sắm của MU có vẻ là hơi ít. Chelsea họ đã chi hơn 200 triệu để mua về rất nhiều cái tên, từ vị trí thủ môn cho tới vị trí tiền đạo. Liverpool thì gần đây họ cũng đã mang về một cầu thủ rất chất lượng là Thiago Alcantara, người vừa vô địch cúp châu Âu cùng với Bayern Munich. Tottenham thì như đã nói, họ có Gareth Bale, Sergio Reguilón. Và Everton họ có James Rodriguez. Như vậy kết quả chuyển nhượng của MU nói lên điều gì? Chắc chắn nó sẽ có những điều hạn chế nhất định. Đầu tiên là ở hàng phòng ngự, hiện tại Manchester United vẫn chưa có một trung vệ thật chân trái chất lượng, chưa hề có. Đây là một điều bất lợi. Chúng ta biết là đối với những trung vệ lệch trái thì việc thuận chân trái nó mang lại rất là nhiều cái thuận lợi, nhất là việc chuyển bóng, triển khai bóng sang cái cánh trái. Tuy nhiên đã rất lâu rồi MU không có được một nhân vật như vậy. Ở đối với hàng công thì như vậy là vẫn sẽ phải tiếp tục với bộ đình bà Anthony Martial, Rashford và Mason Greenwood. Ba cầu thủ này vừa có một mùa giải rất là tốt, tuy nhiên chưa có ai thực sự vươn tầm đỉnh cao. Chính vì vậy mà nên là có rất nhiều trận đấu hàng công của MU gặp rất là nhiều khó khăn. Một điều nữa đây là gần như đội bóng chưa bán được cầu thủ nào. Jones, Marcos Rojo, Romero, Lingard, Ander Pereira
những người được xem là không còn thực sự trong kế hoạch, tuy nhiên vẫn chưa có ai ra đi. Ngay cả Chris Smalling đến bây giờ vẫn chưa chốt có sang đội bóng Serie A nào hay không. Gần đây thì có liên hệ với Roma và Inter, tuy nhiên là vẫn chưa thấy chốt deal. Vâng, vừa rồi mình đã nói rất nhiều những cái điều ảm đạm về tình hình chuẩn bị của Manchester United. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên nhìn vào những điểm tích cực. Đầu tiên là về vụ Sancho. Rõ ràng là chính sách của MU năm nay đã phần cứng rắn hơn, tức là quyết tâm không để bị ép giá như rất nhiều trường hợp trong những năm gần đây. Tất nhiên là mình nói tính đến ngày hôm nay thôi nhé, không biết trong những ngày còn lại thì với sức ép quá lớn thì biết đâu lại mua Sancho với giá cao. Ngoài ra thì cái việc không mua Gareth Bale hoặc là không mượn Gareth Bale thì mình cũng có thể hiểu được, bởi vì là Gareth Bale là một cầu thủ khá nhạy cảm về chấn thương và mức lương đòi hỏi của Gareth Bale khá là cao. Việc có một cầu thủ mới đến mà lương cao như vậy nó có thể gây ra gọi là tâm lý không tốt đối với những cầu thủ khác, và Bale không phải là phương án mà nhất thiết phải có. Và nói chung đó, anh đang không phải là phương án dài hạn, và Solskjaer vẫn đang hướng đến những cái mục tiêu dài hơi hơn. Ông gọi là ưu tiên những cầu thủ thực sự chiến đấu vì màu cờ sắc áo Manchester United và cố gắng xây dựng một tập thể mạnh hơn là xoay quanh một vài cá nhân. Tất nhiên với những sự chuẩn bị như vậy thì MU mùa này đã có thể cạnh tranh chức vô địch được chưa? Mình nghĩ là chưa. Mình nghĩ đó vẫn là cuộc chiến cho top 4 mà thôi. Bởi vì thực sự bây giờ nếu như muốn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh thì bạn phải có một đội hình, một lối đá mà tạo sự lấn lướt mạnh khi gặp các đối thủ dưới cờ của mình, như cách mà Manchester City và Liverpool đã làm được hai mùa giải gần đây. Tức là khi gặp những đội bóng chiêu dưới, họ đã rất áp đảo, tạo ra rất là nhiều cơ hội, vậy nên số lượng chiến thắng họ rất là nhiều. Manchester United mùa giải trước khi họ gặp những đội bóng lớn, họ vẫn đá rất là tốt, giành được rất là nhiều điểm số. Tuy nhiên khi gặp những đội gọi là dưới cơ thì nhiều trận gặp rất là nhiều khó khăn. Và muốn vô địch League thì bao giờ cái việc điểm số phải kiếm được rất là nhiều, nhất là khi gặp những đội bóng dưới cơ. Và hiện tại thì Chelsea đã đầu tư rất là mạnh, Tottenham cũng có đầu tư và Everton họ cũng rất là tham vọng, Arsenal cũng đã có những khởi sắc. Vậy nên một mùa giải không hề dễ dàng trước mắt, và mục tiêu top 4 vẫn là gọi là khả thi nhất. Và hãy cố gắng tiến thật sâu tại đấu trường châu Âu. Và với cá nhân mình thì dù thế nào mình cũng vẫn luôn ủng hộ đội bóng như 22 năm vừa qua, và ít nhất mùa giải vừa rồi đã cho những cái dấu hiệu đáng mừng. Đây là một đội bóng với những cá nhân đã bắt đầu biết thi đấu hết mình vì tập thể. Bruno Fernandes thực sự anh ấy đến và đã thay đổi rất là nhiều thứ. Cái tinh thần chiến đấu của Fernandes đã kích thích những đồng đội xung quanh anh để mọi người cố gắng hơn từ hàng công cho tới hàng thủ, và mong rằng mùa giải tới đội bóng sẽ vẫn phát huy cái tinh thần đấy và sẽ có sự cải thiện hơn trong lối chơi, tạo ra sự áp đảo nhiều hơn, tạo nhiều cơ hội hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn, ít sai lầm trong phòng ngự hơn, để mà cống hiến cho người hâm mộ những chuyện cầu mãn nhãn.
Và mình cũng mong những người hâm mộ Manchester United sẽ luôn đồng hành cùng đội bóng. Mình xin cảm ơn.